Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thì quý vị bây giờ thì cũng nếu mà nói năm mới thì cũng không có mới lắm, bởi vì hôm nay đã qua ngày mười mấy rồi ha. Nhưng mà khi mà mình xem lại báo của nhà nước đó thì hình như cũng không có gì mới. Là cái chỗ nào nó cũng hư, cũng hỏng, cũng giả, cũng bị bắt rồi. Rồi trong cái tiến độ mà cán bộ đảng viên bị bắt đó, hình như là mỗi ngày bắt một người thì phải. Nhiều, mỗi ngày có nhiều ngày bắt nhiều người. Thì mình nói trong mà đặc biệt hay cái chỗ như thế này này. Tại vì những cái chuyện mà tham nhũng hối lộ không phải nó chỉ xảy ra ở Việt Nam. Nó xảy ra ở nhiều quốc gia khác nhau, ngay ở Mỹ này thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia. Đâu nó cũng có. Nhưng mà thực sự mà phải nói rất là hiếm hoi. Mà xảy ra chẳng hạn mới đây thì cũng có một ông thượng nghị sĩ Mỹ bị tố cáo cái tội là nhận tiền của một quốc gia khác để mà bản chất là hối lộ, nhận tiền để mà làm thay đổi chính sách của Hoa Kỳ. Thì cái chuyện đó nó rất là hiếm hoi nó xảy ra. Cái đặc biệt của mình ấy, mình hơn các nước khác ở chỗ là nó xảy ra đồng loạt, nó xảy ra khắp nơi, nó xảy ra mỗi ngày và mỗi cấp độ khác nhau, và trung ương địa phương và lò. Cái này là nhà nước trong trong báo chí nói nha, càng ngày càng nóng, tức là củi càng ngày càng nhiều. cái hay của mình ở chỗ đó, thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, mình hơi các nước khác ở chỗ đó. Cái hay nữa là như hôm lần trước anh nói là tại sao báo chí không có nêu tên mà chỉ viết tắt đó. Thì tôi quên là trong cái bài báo mà nói về chuyện cái hồ sơ chứng chỉ hành nghề giả bên y tế đó ở Bình Dương, thì người dân ở trong nước người ta thắc mắc chứ, ủa tại sao báo không có nêu địa chỉ vậy? Chỉ nói cái cơ vậy thôi, ở Bình Dương vậy thôi. Thì đó là tại vì Việt Nam mình nó có cái trend là nói tóm lại, nói chung là rồi bây giờ đó mình chúng ta nói về cái cuộc sang năm mới thì ai cũng muốn là những điều tốt đẹp ha. Tại vì như thủ tướng nó bảo là mình phải xây một cái nhà hát mà để mà có thương hiệu, mà nó phải ngang tầm cỡ với cái nhà hát ở bên Sydney của Úc rồi đó. Ước vọng của thủ tướng ghê gớm lắm đó. Nhưng mà nhiều khi thủ tướng lo nhà hát á, thủ tướng quên mất đường xá. Người dân mỗi ngày đi cầu cũ xình lầy, hóng cây cầu trăm tỷ đang chậm tiến độ, tức là có cây cầu mới mà bây giờ người dân vẫn đi cây cầu cũ. Tại vì cầu mới xây chậm quá hả? Chậm tiến độ. Chậm tiến độ chứ dùng hay ha. Cầu trăm tỷ chậm tiến độ, người dân mỗi ngày phải y ạch qua cây cầu cũ sình lầy. Khối lượng còn lại của dự án cầu Sơn Giang Sơn Linh chỉ là trải thảm nhựa nhưng lại phụ thuộc vào thời tiết. Nên cái cầu nó xong rồi, bây giờ người ta chỉ trải thảm nhựa nhưng mà không làm được, bởi vì mấy ông nói tại thời tiết. Giá như đừng có thời tiết thì đỡ. Từ ngày 9 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Hoàng là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà Quảng Ngãi cho biết dự án cầu Sơn Giang Sơn Linh chậm tiến độ khiến người dân phải đi qua cầu cũ sình lầy, và cái cây cầu này thì đã đầu tư chỉ có 100 tỷ thôi chứ không có nhiều. Và được Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà phê duyệt. Mà hay lắm, xây dựng khi xây dựng thì nó chậm tiến độ, mà khi xong rồi đó, bàn giao rồi đó, đưa vào sử dụng đó, thì nó mau hư hỏng. Cái tiến độ hư nó rất là nhanh. Mà cái tiến độ xây dựng nó rất là chậm đó. Thì bây giờ nguyên nhân chưa thể thông xe bởi cầu chưa thảm nhựa. Để ngăn ngừa người dân đi qua cầu mới thì một xe ủi và một xe lưu được đặt ngay đầu cầu mới bịt kín lối đi vì nó chưa thảm nhựa. Thì dân người ta bức xúc. Bà Cao Thị Yến thì nói chung, thưa quý vị, đối với nhân dân Việt Nam bây giờ thì cái bức xúc là chuyện bình thường. Bà Cao Thị Yến ở xã Sơn Giang mà nói rằng là ai cũng muốn sớm để mà hoàn thành để người ta đi lại chứ. Nhưng mà bây giờ đó, theo chủ đầu tư, tuyến đường sình lầy mà người dân đi tạm được khắc phục nhiều lần. Nhưng thời tiết miền núi mưa gió, khắc phục xong chỉ một trận là nó lầy lội trở lại. Và để tạm phục vụ đi lại cho người dân thì Ủy ban Nhân dân huyện miền núi Sơn Hà dự tính sẽ đổ đá cấp phối tại vị trí lầy lội, tức là bây giờ cái cầu mới bị lo cái cầu cũ. Phương án lâu dài là trải thảm nhựa mặt cầu mới đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán 24. Tuy nhiên việc này vẫn phụ thuộc vào thời tiết. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà cho biết, chúng tôi muốn làm sớm nhưng đặc thù miền núi nước mưa nhiều, nhà thầu sáng xịt
bụi chuẩn bị phun chất kết dính thảm nhựa thì trưa trời nó đổ mưa. Việc hoàn thành cầu phụ thuộc thời tiết là vậy. Như thế là giá như trời nó đừng mưa. Thưa quý vị, khi mình làm một cái cây cầu, mình phải tính toán chứ hả? Ví dụ như khi mình làm như thế, thì tới tháng nào, thời gian nào, khi mình muốn trải nhựa, thì thời tiết nó như thế nào, thế nào? Chứ bây giờ cái bảo rằng là, tại vì tôi tính làm rồi mà tại trời nó mưa. Thưa quý vị, làm một cái cây cầu mà y như ngày xưa mà chúng tôi đi phơi lúa. Dạ. Nông dân đi phơi lúa vào cái chúng chạy, cái chạy lúa, mưa. Cái chạy. Tại vì chúng thấy, ô, nắng mà phơi. Cái là mưa là chạy hốt vô. Hốt vô cái tại nên đem ra. Tại vì nông dân mà. Bây giờ mình là kỹ sư, kiến trúc sư tài giỏi mà bây giờ tại thời tiết. Giá như nó đừng có mưa. Giá như trời đừng mưa. Giá như có lẽ nó giống như bài hát anh hả? Dạ. Giá như trời đừng mưa. Rồi, chúng tôi có báo Dân Trí đăng cái bài Công Tội Phân Minh và câu chuyện đếm tiền mòn vân tay trong bài Việt Á nha. Viện Kiểm sát đánh giá đại án Việt Á gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Tổng các thiệt hại thì hơn 1.200 tỷ đồng. Trời nên đánh giá công tội phân minh để xem xét đề nghị mức án đối với các bị cáo. Vụ này bắt đầu đưa ra xử rồi thưa quý vị, và nó cũng rất là tốn nhiều giấy mực của các báo chí cũng như là trên các trang mạng, người ta cũng nói rất là nhiều. Nhưng mà báo Dân Trí họ đăng một cái đoạn cho cái bài viết đó như sau, nó hay: Phan Quốc Việt chỉ cảm ơn bằng đô la. Để đáp lại ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ trưởng thuộc bộ chắc là khoa học và công nghệ, công nghiệp gì đó, về việc ông Hùng không có động cơ vụ lợi. Ông này ông không có động cơ vụ lợi. Ông ấy chỉ cảm ơn. Viện kiểm sát cho rằng những nội dung tin nhắn giữa ông Hùng và ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt đã chứng minh điều ngược lại. Nhưng mà cái tin nhắn như hai bên thì nó chứng minh điều ngược lại. Trích dẫn một số bút lục, kiểm sát viên cho hay trong tin nhắn giữa ông Trịnh Thanh Hùng và ông Phan Quốc Việt thì Việt gọi kit test là kit ông Hùng. Ý nói là cái kit này, kit ông Hùng, tức là của ông Hùng đó. Ý muốn nhấn mạnh công lao rất lớn của ông Hùng trong việc đưa Việt Á tham gia nghiên cứu sản xuất test. Một tin nhắn khác giữa hai bị cáo trên được Viện Kiểm sát trích dẫn có câu Việt nhắn cho Hùng với nội dung, anh nghe cho kỹ nha: đi làm chứng minh thư đi, không mòn vân tay. Đi làm chứng minh đi, không, tức là không có thì nó mòn vân tay, tại vì đếm tiền nhiều quá. Ý tức là tôi đưa cho anh tiền nhiều quá đến cái độ mà anh đếm tiền như vậy nó mòn vân tay, anh phải đi làm chứng minh thư lại đi, tại vì vân tay nó còn nữa là sao bây giờ nó thế. Tại sao mình không mua cái máy ta? Cái gì dưới không, trong ngân hàng nó có cái máy á, thì người ta muốn nói với nhau là ý là tiền, chứ không phải là không có tiền mua máy. Ý người ta nói là tiền nhiều quá anh đếm mệt, tôi tội nghiệp cho anh, đếm vân tay cũng mòn đi. Vừa rồi anh nó kẹt rồi, mỗi mốt anh cần làm giấy tờ chứng minh, đưa chứng minh thư ra, không có cái gì chứng minh anh là người thật viên thân được. Anh có thấy cái gì đằng sau của tin nhắn này không? Cái tôi gì? Thấy thì nó sâu xa hơn như thế này. Tức là trên cái nỗi đau của đồng bào, trên cái nỗi mất mát khổ của người dân, mà chúng nó ăn tiền hề hà với nhau, hề hà. Và khi nó nói như thế đó, tức là nó đang trong một trạng thái mà nó sung sướng. Nó cảm thấy rằng là nó hốt được tiền và nó tự mãn, nó hễ hả, cho nên nó mới bảo rằng là nó nói đùa với nhau như thế mà để chứng tỏ rằng là tiền nhiều quá. Thì thưa quý vị, cái này không thể nào nó ăn năn hay là hối cải là ra tòa mà khóc lóc gì cả, nó nhục nhã lắm. Khi anh lấy tiền, thưa với anh là khi anh thấy tiền bạc á, nhiều khi anh tối mắt, anh tham lam đúng không? Mà khi anh lấy xong á, anh cũng nghĩ à, cái này việc làm thì mình không có đúng, không cử này được lắm. Cái lương tâm nó ai nấy họ. Còn cái này nó có cái việc nói chuyện bình thường. Nó còn nói với nhau đi làm chứng minh thư thôi, nó mòn vân tay. Ôi giời, anh thấy được cái này nó không còn cái gì để nói nữa, không phải nói là vì có một chút sa ngã, vì một chút không kiểm soát được lòng tham. Cái này nó chủ đích nó ăn trên xương máu và cái nỗi khổ của đồng bào của mình. Thì thưa với anh, đối với tôi thì cái tội này, cái đám này chỉ đem bị bắn bỏ thôi. Cái điều mà chúng tôi muốn nói là thí dụ cái Việt Á này chỉ đơn phương nó xảy ra, và cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam hay trong mấy chục năm nay nó có một vụ như vậy thì cũng nói chuyện chi. Những cái vụ như vậy, những cái vụ tương tự như vậy nó xảy ra khắp nơi. Cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là nó xảy ra khắp nơi khắp chỗ, nó mục ruỗng hết rồi. Thế quý vị, nếu mà bị mình cơ thể của mình bị đau một cái bệnh nào đó, bị nhức đầu chẳng hạn như vậy, thì mình chữa cái bệnh nhức đầu thôi. Hoặc là mình bị đau tim thì mình đau tim, đau dạ dày mình bỏ tử, cái đó toàn thân chỗ nào nó cũng đau cả, thì bây giờ không biết làm sao.
Bởi vì mùa xuân này về trên quê ta khắp đất trời biển rộng bao la. Chỗ nào khắp đất trời đất là... chỗ nào nó cũng có. Kinh hoàng thật. Như vậy mà còn giữ giữ nó làm gì? Bảo vệ nó làm gì? Thưa với anh là chỉ có bắn bỏ thôi. Bởi vì qua cái lời nhắn đó anh thấy được, anh thấy được cái tâm địa. Xin lỗi quý vị, chúng ta phải dùng tâm địa khốn nạn. Người ta đau khổ như thế, người ta chết chóc như thế, đời sống người ta bị ảnh hưởng như thế, lấy tiền mà còn hễ hả nhắn với nhau những cái lời nhắn như thế. Anh đi làm bằng tay đi, nó coi cái chuyện, nó coi là cái sinh mạng người dân nó trả là cái gì cả. Về quan điểm bào chữa của luật sư cho rằng các bị cáo trong vụ án là không không phạm tội, có tổ chức. Đại diện cơ quan công tố khẳng định căn cứ và tài liệu điều tra thể hiện rất rõ điều này, đặc biệt là các bị cáo ở nhóm bộ ngành trung ương. Trời, nó từ trên xuống dưới, từ cấp này sang cấp kia, nó một cái đường dây như vậy mà giờ này luật sư còn bào chữa là không có tổ chức làm sao? Bắn luôn cái thằng luật sư luôn. Tôi bắn luôn cái thằng luật sư luôn. Chưa bao giờ nó khốn nạn như thế. Rồi bây giờ là về cái lúc nãy chúng tôi nói về cái cầu. Bây giờ đến con đường. Đấy. Đường 46 tỷ chưa nghiệm thu đã phải bóc lên làm lại. Trời ơi, thưa quý vị, đường xã như thế mà ông thủ tướng thì ông đứng là phải có một cái nhà hát tầm cỡ để mà có cái thương hiệu. Đấy. Dự án đường dẫn vào Văn Miếu dài, thưa anh biết bao nhiêu không? Có một cây số thôi. Được đầu tư với nguồn vốn 46 tỷ đồng nhưng chưa nghiệm thu đã hư hỏng, buộc phải bóc lên làm lại. Thì mà cái tốc độ mà xây dựng, cái tiến độ xây dựng phải không? Thì nó chậm, mà cái tiến độ mà hư hỏng thì nhanh. Tại dự án này mà đây còn... là chưa xong đúng không? Chưa bàn giao đúng không? Thì đó này, chưa nghiệm thu. Chưa nghiệm thu đó mà phải bóc lên làm lại. Tại dự án này còn tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt là hệ thống đường điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là Văn Miếu Hà Tĩnh, là di tích được phục dựng trên nền đất cũ tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, với diện tích là một mẫu 6, nguồn vốn 74 tỷ đồng trích từ ngân sách huy động xã hội hóa. Nhưng vấn đề chính á, thì nói gì thì nói, cái vấn đề chính cái mà báo được là chưa nghiệm thu mà phải bóc lên làm lại. Thưa quý vị, mang mấy cái thằng này ra mà bắn hết cho rồi chứ để làm cái gì nữa. Hiện nhà thầu đang cho khắc phục bằng cách cào lớp thảm này để làm lại. Khắc phục cái gì? Trời ơi. Quý vị, tại đây có 3 đường điện cao thế còn nằm trình in trên vỉa hè. Trình hình, họ dùng chứ trình hình luôn đó, báo chí dùng luôn. Dù tại vị trí này gắn biển báo cấm trèo đèn điện áp cao nguy hiểm chết người. Theo đại diện nhà thầu, đây là lỗi chủ quan trong quá trình thi công. Giám sát không kỹ càng. Đây là do lỗi không kiểm tra vật liệu đá không đảm bảo nên khi xe chạy bị sụt lún. Hiện đơn vị đang chi khoảng 500 triệu đồng để khắc phục sự cố này. Thế quý vị, nó làm chưa nghiệm thu nó bóc lên, bây giờ nó chi thêm 500 triệu khắc phục sự cố này. Sự cố này nó không xong thì nó lại chi 500 triệu nó khắc phục sự cố khác nữa. Trời ơi, đây. Mà có chắc chắn là nó 500 triệu nó bỏ ra đủ 500 triệu để mà làm không? Hay nó là ăn xà xẻo nhưng với mà, nhau nhưng mà thưa với anh, đó, một cái công trình tại sao chưa nghiệm thu bóc lên làm lại? Mang nguyên một cái loạt nó ra mà xử chứ. Ai xử? Chánh án thì thoát được cái tội hiếp dâm rồi. Ai xử bây giờ, chánh án mà còn như vậy? Mình sẽ là trở lại phần 2 hả? Dạ vâng, chúng ta sẽ trở lại với quý vị. Khi bạn để ý đến từng chi tiết, bạn đặt ra một tiêu chuẩn mới. Chiếc Lexus ES 2023 thiết kế theo nhu cầu của bạn. Được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 ES 300 Hybrid. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe của quý vị. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe gia đình của quý vị. Bảo hiểm sức khỏe hiện đã có giá phải chăng hơn nhờ vào luật mới. 4 trong 5 khách hàng có thể tìm được bảo hiểm chỉ 10 đồng một tháng hoặc ít hơn. Gọi 1-800-318-2596 ngay hôm nay. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản. Kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.
Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Quay trở lại phần 2, tại sao mà chúng tôi đưa cái chuyện mà cây cầu rồi cái con đường, là bởi vì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính á, trên báo Tiền Phong Online ông nói như thế này, khẳng định thời gian qua trong ngày 3 tháng 1 ông dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 24 của ngành văn hóa thể dục và thể thao, thể thao và du lịch, do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức. Khẳng định thời gian qua, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được nâng cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đất nước có thêm những công trình thiết chế văn hóa thể thao tầm vóc, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa tạo dấu ấn đột phá tầm cỡ thế giới. Còn lại bố luôn, đường thì bố chưa tiệm thu bóc lên, rồi thì là cầu thì nó hư, dân không có mà đi. Bây giờ ngồi đó mà có những tạo dấu ấn đột phá tầm cỡ thế giới. Đây này, đây mới là cái dấu ấn đột phá thế giới này, thưa ông Phạm Minh Chính và thưa quý vị. Trong cái giải quả cầu vàng cái đây mấy ngày đã trong cái cuốn phim mà đoạt giải nhất á, xuất sắc nhất á, cái người đạo diễn, cái người nhà sản xuất á, là người Việt Nam, mà báo chí Việt Nam không hề nói tới. Người đoạt giải nhất trong cái loạt phim truyền hình, phim tập và phim bộ đó, là một cô gái Việt Nam, không nói tới. Những người đó là những người làm nên ở đâu anh, ở group, giải cô, tức là giải quả cầu vàng Mỹ là thì mà phim đó ở Việt Nam đem sang hả? không, phim ở Mỹ mà người Việt Nam rồi. Người Việt Nam cái đó là vinh dự, cái đó là đột phá, phải không ạ? Cũng giống như là năm ngoái hay năm kia gì đó, phim Hàn Quốc họ đoạt giải Oscar vậy đó. Đó là những cái đột phá thực sự. Chứ còn những cái mà mấy ông cứ bỏ tiền ra, mấy ông xây dựng lên cái chỗ này, xây dựng cái chỗ kia, rồi mấy ông bảo là đột phá, hay xây dựng nhà hát, chống nhà hát Con Sò bên Sydney, và nói là cái đó là đột phá gì. Đất nước mình chưa cần những cái đó. Tôi thấy nó phá thôi, chứ nó đột khí gì đâu, nó phá thôi. Thưa quý vị, dĩ nhiên, ví dụ mình có được nhà hát lớn, mình có được những cái công trình như thế thì cũng quý anh hả? Nhưng mà mình phải tính xem đất nước mình nó như thế nào. Chứ bây giờ mình cứ tính tạo dấu ấn đột phá tầm cỡ thế giới, trời ơi, mà trong khi đó đất nước mình thì nó như là cái tấm bình rách. Và thưa anh, tôi đọc cái câu này tôi thấy y như cái thời mà sau năm 75 mà mấy bố mới vác chiếu vô thành phố đó. Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng ngành văn hóa thể thao du lịch phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được, tiếp tục chung sức đoàn kết, đồng lòng, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa với khí thế mới, động lực mới, tạo thành công mới, hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Đến năm tới thì nó cũng y chang vậy, nó bỏ cái năm 25. Năm tới nữa nó bỏ năm 26. Thôi. Đúng là thưa quý vị, cái này tại bảo là lên đồng. Lên đồng hoặc là bị bệnh mộng du đó. Tập thể luôn. Quá chán. Và cái giải Golden Globe 2024 được tổ chức ở Beverly Hilton khách sạn ở bên Los Angeles. Người Việt Nam còn rất, cái đó là vinh dự rất là lớn. Mà sao báo chí Việt Nam không nói hả? Không thấy nói, thực sự là không thấy nói gì cả. Tại vì những người này chắc không có đảng và nhà nước không ăn ké được. Chứ tôi thấy ngày xưa hãy mà ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài mà làm cái gì ấy là các ông cũng ăn ké mà nhiều lắm ấy. Lần này chắc thấy khó ăn ké.
Rồi chúng tôi có bài này là lốt lên thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh lắp camera bảo vệ 6 tấn tài liệu vụ án Vạn Thịnh Phát. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lắp camera an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy PCCC để bảo vệ 6 tấn tài liệu các vụ án Vạn Thịnh Phát. Cái này là chắc là cũng kinh nghiệm nhiều rồi. Nhiều khi những lần trước đây nó cứ hay cháy, tài liệu nó cứ mất. Thậm chí những cái kỳ mà cái bản đồ mà quy hoạch vùng Thủ Thiêm nó cứ bản chính đồ chính nó mất mất. Thế bây giờ mình phải có cái hệ thống để mà bảo vệ cho nó nghiêm ngặt. Nhưng mà anh có tin được không? Anh có tin được những cái hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt như thế này không? Cái hay cái chỗ là những cái nào mà cần giữ thì nó mất. Cái nào không cần, cái nào không cần giữ thì nó còn đầy, nó còn đầy, nó còn nguyên, không lùng chạm gì cả những cái tài liệu đó. Rồi 6 tấn tài liệu thì chúng tôi không biết là mấy ông. Thế thì mình cái gì mình cũng hơn người ta, thấy không? À. Tài liệu vụ án thì mình cũng phải cỡ tấn. Có tin là báo VN Express là có cái tin là cảnh sát trình diễn chấn áp tội phạm giải cứu con tin, giải tán đám đông bảo vệ yếu nhân và giải cứu con tin. Biểu diễn hay biểu diễn? Tập đập diễn mà tập trình diễn trình diễn là những hoạt động diễn tập tại buổi tổng duyệt thành lập đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 thuộc Bộ Công an. Diễn thôi. Chứ còn tới thật thì tôi kệ nó. Mình chỉ diễn thôi. Ví dụ người ta hỏi, ủa tại sao không cứu dân? Diễn thôi. Rồi bây giờ có những công trình đột phá nè. Công trình rất là đột phá. Thưa Thủ tướng, sốt ruột là báo Tiền Phong Online nha. Sốt ruột dự án hậu cần nghề cá 400 tỷ có tốc độ rùa bò. Báo Tiền Phong Online nói, không phải Hoàng Tuấn nói, không phải Nguyên Khôi nói nha. Hà Tĩnh được chi 400 tỷ đồng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển, chắc là cái vụ mà vừa Phong Mô Sa đó, thực hiện 4 dự án nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai đến nay chỉ có 1 dự án hoàn thiện. Đấy là một cái công trình đột phá, tạo dấu ấn tầm cỡ trên thế giới, vì thế giới không ai được làm được, chỉ có mình làm thôi. Thì người ta nói là sau sự cố môi trường biển thì năm 2019 ấy, Thủ tướng ban hành quyết định 476 giao cho 4 tỉnh miền Trung gồm có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thực hiện đầu tư các dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản. Nghe kinh khủng lắm. Nhưng mà bây giờ thì 5 năm có một dự án nó hoàn thiện thôi. Tại Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư để thực hiện các dự án xây dựng nâng cấp là tới 400 tỷ. Và trên cho đến bây giờ thì là 6 công trình như thế. Bây giờ liên tiếp xin gia hạn. Người dân á, đại diện Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết là chúng tôi cũng mong dự án sớm được triển khai để đưa vào sử dụng nhằm phát triển cảng cá nghề biển của người dân. Và bây giờ thì cứ liên tiếp xin gia hạn. Để công trình có mang tính đột phá. Báo Tuổi Trẻ có cái tin này cũng rất là buồn đó quý vị. Phát hiện 14 người nhập cư lậu trong container đông lạnh ở Ireland, tức là Ái Lan đó. Trong đó có 3 người Việt. 39 người đã mất mạng cách đây thời gian không lâu. Bây giờ thêm 3 người Việt nữa là nhập cư lậu. Thế sao một đất nước mà chưa bao giờ có một cái cơ ngơi như bây giờ, mà đất nước mà được nâng tầm thế giới, một đất nước là có cái gì tốt đẹp, chỉ số hạnh phúc người dân là thuộc là cao hàng đầu thế giới chứ các thứ. Mà lúc nào đảng cũng là dương dương tự đắc nói là tất cả là nhờ đảng, vân vân và vân vân thế này. Cái này có nhờ đảng không? Không thấy nói. 3 người chết trong này có nói nhờ ơn bác và đảng không? Không, không thấy nói, hoàn toàn không thấy nói gì cả. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là mọi chuyện lớn nhỏ rồi chuyện tốt đẹp hay chuyện xấu xa thì đảng đều, chứ không lẽ đảng cái gì tốt thì đảng nhận, mà chuyện xấu thì đảng chối, phải của tao. Là nghề của đảng mà. Nghề của đảng là như thế. Bây giờ theo hãng tin AFP, cảnh sát Ireland cho biết chính quyền Anh đã thông báo trước cho các đồng nghiệp Ireland sau khi một người di cư đưa ra cảnh báo trước khi tàu nhập cảng, và khi tàu nhập cảng trong một cái container chứa đồ đông lạnh, ta thấy ba người nhưng mà bị chết không anh? Không chết. Đây là bắt được 14 người nhập cư lậu trong đó có ba người. Mấy người khác ở trong những cái nước đất nước mà chiến tranh như Afghanistan ở này kia thì mình có thể hiểu được, phải không? Đất nước mình bây giờ hòa bình rồi, đất nước mình không có chiến tranh, đất nước mình tốc độ phát triển là hàng đầu thế giới.
chỉ số hạnh phúc là hàng đầu thế mình giới. Đóng tàu cho đóng tàu thế giới, thế giới luôn à, cái gì mà cũng nhất cái gì hết. Mình có bánh tét lớn nhất thế giới nữa mà mình đóng tàu cho thế giới được, biết cái container này phải mình đóng không ta? Là mình đóng luôn. Thế sao? Nhưng mà thưa quý vị là khi mà nghe những cái tin mà người ta trốn thoát, trốn đi như thế đó, thì hình như là chúng tôi chưa thấy có người Lào hay người Campuchia anh hả? Đúng, cái là tôi nói đúng cái điều đó. Nguyên khu khi đọc cái bài này, Nguyên khu đã nghĩ tới cái chuyện đó. Ở thứ toàn Việt Nam mình, mà trong khi mình á là đàn anh, mình hơn mấy nước kia chứ. Mình là bây giờ mình vươn tầm lên thế giới, mình cái vị trí của mình đã được nâng cao, mình được thế giới rất là nể nang mình. Thế tại sao mà cái chua với thùng đi là toàn là người Việt Nam mà là không có người mấy nước kia? Hay là bây giờ cái này cũng học tập theo gương Bác ra đi tìm đường cứu nước. Mà nói về chuyện với Lào với Campuchia thì thưa quý vị, đây Việt Nam mua điện từ 26 nhà máy thủy điện của Lào. Giống tôi ngồi tôi đọc cái này thì tôi tới đây tôi ngồi tôi ngạc nhiên, tôi ủa sao mình phá biết bao nhiêu rừng ha, mình làm biết bao nhiêu công trình thủy điện ha. Mà chúng tôi nhớ ngày xưa là khi còn ở Việt Nam mấy chục năm trước là công trình thủy điện Trị An, người ta ca ngợi, có bài hát luôn mà. Đến đây vùng Trị An thắp sáng lên một mặt trời. Thế sau thời gian thì người ta lại hát lại, đến đây vùng Trị An để thắp sáng lên ngọn đèn dầu. Tại vì không có điện. Tại vì lúc đầu thì nó mặt trời. Trời bao nhiêu năm chả thấy thì là người ta lại hát lại đến đây vùng Trị An để thắp sáng lên ngọn đèn dầu. Thì bây giờ thưa quý vị, Lào đó dĩ nhiên là cái điều kiện nó không bằng mình thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải mua điện từ 26 nhà máy thủy điện của Lào. Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký 19 hợp đồng để mua điện từ 26 nhà máy thủy điện Lào với tổng công suất là 2689 MW. Lào sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy định thời gian thực hiện đầu tư thủy điện. Và Lào nghiên cứu điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư thủy điện cho Việt Nam. Thế quý vị thấy vinh dự chưa? Mình là đàn anh, mình lớn, mình ghê gớm lắm. Mà trong khi đó là ở Việt Nam mình thì Tập Cận Bình qua thăm nè, Tổng thống Mỹ qua thăm nè, hết trong này trong kia, chứ không qua thăm Lào với Campuchia. Mà rừng mình thì phá, mình làm thủy điện là không biết bao nhiêu công trình thủy điện ha. Và từ những công trình thủy điện đó biết bao nhiêu biệt phủ được xây lên với là bàn ghế rồi tủ giường là gỗ quý. Thế bây giờ mình phải mua điện từ 26 nhà máy thủy điện của Lào, vinh dự chứ nào. Trong khi đó thì thưa quý vị, bao nhiêu người, bao nhiêu công ty theo lời kêu gọi của chính phủ, họ đã thực hiện những cái dự điện, án, những công trình điện, điện gió, điện mặt trời vân vân, thì lại làm khó dễ người ta để không sử dụng cái điện đó mà đi mua ở ngoài. Thì quý vị cũng biết rồi, trong nước với nhau mà mua bán thì khi nó cũng khó khăn. Còn ở bên ngoài thì cũng vấn đề lại quả nó rất là. Ôi giờ thế này là phải đi làm chứng minh thư lại nè. Nhiều khi đếm tiền nó mòn tay, mòn vân tay. Có bà báo này cũng hay, chắc là hết giờ rồi, chúng chỉ nói sơ thôi. Lượng xe tạm giữ tại các kho tang vật ở thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Qua các đợt tăng cường xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, nhiều người bỏ xe khiến các kho tạm giữ tại thành phố thêm quá tải. À, cái hình đưa lên nó cho thấy một đống xe, tức là người ta thấy bây giờ không có chỗ chứa, tại vì người ta nói là cái tiền phạt nó còn nặng hơn là cái giá trị của chiếc xe, cho nên không người ta cũng lấy về thì đống xe bỏ rác như vậy. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình đã có cái chương trình tạm giữ xe ở bên Mỹ thì nó không có tạm giữ xe, tức là khi vi phạm thì là cảnh sát họ có giữ xe chứ không phải là có giữ, giữ kéo xe về cái đồn cảnh sát thì trong một thời gian, nhưng mà phải trả tiền tạm giữ về, không phải là đồn cảnh sát mà tạm giữ mình cái chỗ giữ xe mà mình phải đến lấy, phải có trách nhiệm đàng hoàng thì phải có cái kế hoạch. Chứ còn bây giờ mình cứ đưa về đồn thì mình đưa về đồn công an, đưa về đồn cảnh sát thì chỗ nào mà chứa cho hết, nhất là xe Việt Nam bây giờ nhiều xe nó cũng cái giá trị nó không có cao. Mà nhiều khi đưa về đồn công an á, nhiều khi cái xe đó cái vỏ thì còn mà cái ruột thì không, ba cái bộ phận mà ngon lành này kia nó gỡ mất rồi lấy xe về làm gì. Ý tôi muốn nói là nếu mình đã có cái chính sách mà giữ xe thì phải nghĩ đến cái chuyện làm thế nào để có chỗ để, tại vì vấn đề an toàn nó rất là nếu mà không có chỗ an toàn xăng cộ này kia nó cháy hỏa nó xảy ra rất nhiều, rất là dễ xảy ra. Anh là khéo lo việc nhà nước, mình không có lo cái chuyện đó. Thứ hai nữa là mình có cách nào đó không có thì sau mình có cái luật pháp rất là rõ ràng, thì vậy sau một tháng hay sau ba tháng thì một thời hạn nhất định không đến nhận xe thì xe sẽ bán đấu giá hoặc là như thế nào đó,
thì giải quyết được cái chế dàng sao lên thôi. Bây giờ là chuyện nhỏ quá mà đâu có gì đâu. Mình là kế hoạch cái gì bây giờ, làm một cái cây cầu xong trải thảm, tại thời tiết là không được. Có gì đâu mà phải lo kế kế hoạch. Thì cái vị đó là đất nước ta, đất nước ta nó là như thế. Chúng tôi xin chào tạm biệt, và Hoàng Tuấn Vịnh Nguyên Khôi sẽ gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.